năm con giáp được quý nhân nâng đỡ, may mắn không ai sánh bằng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày 22 tháng 1, ngày Ất Sửu là một cái ngày may mắn nhất trong năm đối với những con giáp này. Các bạn sẽ đón nhận được cơn mưa tài lộc, vận may thì bất ngờ nó ập tới. Người thì được cấp trên khen thưởng, đề bạt, người thì nhận được những cái lời tán dương của đối tác. Vì vậy, các hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng, cơ hội hợp tác làm ăn nó cứ đến liên tục, giúp các bạn có cơ hội thoát nghèo, thoát khổ, đổi đời giàu sang. Nhiều bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, các bạn chớ có dại mà tiêu xài hoang phí, hãy biết tiết kiệm ngay từ bây giờ. Không chỉ may mắn về cái mặt tiền bạc, về vận tình duyên ấy, thì các bạn cũng sẽ vô cùng là hạnh phúc vì tình yêu được thăng hoa, được bạn đời, được người yêu hết mực yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bạn hoan hỉ cùng nhận lộc nhé. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày 22 tháng 1 âm lịch nó là ngày Ất Sửu đúng không ạ? Quan hệ đầu tiên chúng ta có là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên những người tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung ấy là trong cái ngày 22 tháng 1 âm lịch thì với cái tâm trạng hân hoan, thoải mái khi mà hầu hết các phương diện của những người tuổi Dậu đều được khởi sắc, có thể nói trong cái ngày hôm nay là cái thời điểm của những con giáp này gặt hái toàn những cái điều tốt đẹp, bù đắp cho những cái khó khăn vất vả từ suốt thời gian trước đó. Bên cạnh đó lại được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên con giáp này sẽ trở nên rất là hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là cái yếu tố nổi bật nhất trong cái công việc của bản mệnh trong cái thời gian này. Nói chung ấy, bên cạnh cái việc đưa ra được những cái ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, thì tự bản thân của những con giáp này cũng trở nên là có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành cái chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người khác. Bên cạnh đó, cái công việc nó hanh thông thuận lợi, nó kéo theo cái tài vận trong cái ngày 22 tháng 1 ngày Ất Sửu này ấy, của những người tuổi Dậu cũng ở mức là khá là tốt. Lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ những khoản đãi ngộ của công ty trong thời gian này. Cái việc làm ăn kinh doanh hay là buôn bán cũng đều được thuận lợi. Nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay là mở rộng vào lúc này ấy, thì quý vị cũng cần phải chú ý, đề phòng và kiểm soát cái tài chính của mình, nếu không cũng sẽ rất dễ bị thất thoát. Bên cạnh đó, không chỉ may mắn về phương diện tiền bạc, tài lộc, mà cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu ấy cũng được tiến triển rất là tốt đẹp hơn những cái khoảng thời gian trước đó. Với những ai mà chưa có được người bạn đồng hành thì sẽ sớm có, những ai mà đã có người yêu thì có thể tính đến cái chuyện hôn nhân. Còn đối với các cặp đôi thì gia đình nó sẽ gì hòa thuận nồng ấm, vợ chồng thì đầm ấm thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng, đâm ra là tắt biển đâu cũng cạn, các cụ nói rồi đúng không ạ? Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 22 tháng Giêng ngày Ất Sửu ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ được cục diện tam hợp và Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Công việc dù khá nhiều cái áp lực nhưng mà được cái chỗ dựa từ cấp trên và cả cấp dưới cũng như là gì được người thân ủng hộ, nên là quý vị luôn đảm bảo được đúng tiến độ, thậm chí còn được khen thưởng một cách bất ngờ nữa. Cái tinh thần làm việc hăng say nó mang đến cho những người tuổi Tỵ nhiều cái thành quả tốt đẹp trong cái ngày hôm nay. Khả năng cao các bạn sẽ gì phải tăng ca hoặc là mang việc về nhà. Tuy nhiên ấy, cái tâm trạng khá thoải mái, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đâm ra là những người tuổi Tỵ không sợ bị thua thiệt. Bên cạnh đó, trong cái ngày mới thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ cũng được hanh thông một cách bất ngờ. Mặc dù áp lực cạnh tranh khá là lớn, song bản mệnh làm tới đâu thì chắc tới đó, bỏ túi cũng không ít tiền của. Bên cạnh đó, lại được cục diện tam hợp Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ và được quý nhân tương trợ. Vậy nên nó còn mang đến cho những người tuổi Tỵ những cái cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Cái việc đầu tư cũng có những cái dấu hiệu sinh lời. Nhìn chung ấy, các nguồn thu trong thời gian này đều được gia tăng. Túi tiền của những người tuổi Dậu vì thế mà cũng rủng rỉnh hơn, tiêu pha khá là thoải mái mà không phải căn đo, đong đếm quá nhiều. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương không những nhận được những khoản lương xứng đáng mà còn có thêm tiền thưởng, tiền hoa hồng, các khoản tặng thưởng hoặc là gì, những cái quà tặng từ đối tác mang lại, nâng cái mức tổng thu nhập của các bạn lên cao gấp nhiều lần so với bình thường. Nói chung ấy, bước sang ngày 22 tháng Giêng, ngày Ất Sửu này ấy, thì cái tình duyên của những người tuổi Tỵ cũng có nhiều cái điểm sáng.
Được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, nó cũng báo hiệu cái vận đào hoa của những người tuổi Tỵ phơi phới, thì đây cũng là cái cơ hội tốt để những người độc thân tìm kiếm cái nửa kia cho mình. Nhân duyên khác giới cũng khá là vượng, chỉ cần các bạn mở lòng ra, các bạn sẽ đón nhận được rất nhiều điều bất ngờ. Trong thời gian này, các cặp đôi, các cặp vợ chồng cũng đang trong giai đoạn là yêu đương mặn nồng, có thể bàn tính đến cái chuyện hôn nhân, đại sự. Nói chung ấy, về mặt gia đạo ấy thì cũng bình ổn, mọi thành viên trong gia đình thì hòa thuận, cùng nhau quây quần bên nhau và sớm có những cái tin vui bất ngờ nó kéo đến. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Tỵ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 22 tháng Giêng, ngày Ất Sửu ấy, không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Tý may mắn được cục diện là Tý Sửu lục hợp, lại thêm gì Hợi Tý Sửu là tam hội. Vậy nên trong cái ngày mới, ngày 22 tháng Giêng này, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý cũng càng được mở rộng. Vận trình của các bạn thì ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Quý nhân cũng trao cho những người tuổi Tý cơ hội để thăng tiến bằng chính cái sức lực của mình. Không chỉ công việc mà tài lộc của các bạn cũng đang rất là khá. Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng thì may mắn cũng về và tiền bạc cũng đến với những người tuổi Tý. Cái việc kinh doanh thuận lợi, nó mang lại cái nguồn thu nhập lớn. Các bạn có thể tập trung đầu tư vào những cái hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm thay vì là vung tiền quá vội vàng. Không những may mắn trên con đường công danh sự nghiệp tiền bạc, mà cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể do được cục diện là Tý Sửu lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Cái điều quan trọng ấy là do những người tuổi Tý có được cái sự tinh tế, biết lắng nghe, động viên cái nửa kia của mình khi mà họ phải đối mặt với những khó khăn. Chính vì vậy mà cả hai trở thành một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống của nhau. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc đến với mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 22 tháng 1 ngày Ất Sửu thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung trong ngày mới thì những người tuổi Sửu có thiên tài nó nhập cục, nên cái việc đầu tư sẽ hiệu quả, mang lại cho con giáp này khá nhiều cái nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán trong cái thời gian này, lợi nhuận nhờ thế mà cũng gia tăng lên gấp bội phần. Với những người làm công ăn lương thì công việc ở cái thời điểm hiện tại cũng khá là hanh thông. Trong ngày hôm nay các bạn sẽ giải quyết được một số cái vấn đề tồn tại gần đây và khiến cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cái sự quyết đoán cũng sẽ giúp các bạn đi đúng đường đúng hướng. Cũng trong ngày hôm nay, có thể cái chuyện tình cảm của con giáp này sẽ xảy ra một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng ấy, thì ai cũng có cái cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là cái chuyện khó tránh khỏi. Cái điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa thì mới có được cái hạnh phúc trọn vẹn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái tình duyên của mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Sửu. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày 22 tháng Giêng ngày Ất Sửu thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung trong cái tử vi ngày hôm nay cho thấy những người tuổi Mão sẽ trở nên gì hào hứng với công việc hơn dưới sự che chở của cục diện là Tỷ Kiên. Nhờ vậy mà các bạn có thể tạo ra nhiều cái giá trị vượt trội. Nhân cơ hội này thì quý vị hãy chứng minh cho mọi người xung quanh thấy cái khả năng thật sự của các bạn là có thể là đến cái mức nào. Cái sự quyết đoán cũng đã giúp cho những người tuổi Mão thu về cái tài lộc đầy tay. Thời cơ không phải lúc nào nó cũng đến, nên là quý vị cần phải có quyết định nhanh và dứt khoát. Chính vì hiểu được cái điều đó mà các bạn có thể thu được những kết quả thành công rực rỡ, tiền bạc thì vô cùng là dồi dào. Tiếc rằng trong ngày hôm nay gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc, nó cho thấy là gì? Không phải là những cái chuyện không vui vẻ trong cái mối quan hệ tình cảm,
Có lẽ bản mệnh và người ấy không còn được gắn kết như xưa. Quý vị hãy tạo ra những cái cuộc vui, tạo ra những cái khoảng thời gian để hai người cùng gắn kết và cũng chia sẻ những cái tâm tư, những nguyện vọng của nhau để cho tình cảm được bền đẹp hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hậu thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 22 tháng 1 ngày Ất Sửu ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay ngày 22 tháng 1 âm lịch ấy, thì những người tuổi thân được dự báo sẽ có một ngày làm việc nghiêm túc và tập trung cao nhờ được chính quan nó nhập cục, nó hỗ trợ. Nhờ vậy mà cái hiệu suất sẽ được tạo ra cũng rất là đáng nể. Các bạn có thể nhanh chóng giải quyết được những cái tồn đọng đã lâu. Trong khi người khác vẫn còn đang loay hoay tìm cách thì các bạn đã bắt tay vào hành động từ bao giờ rồi. Cái thói quen tiêu tiền theo ngẫu hứng, thích mua gì thì mua ấy, có thể khiến cái số tiền trong cái túi, trong tài khoản của những người tuổi thân dễ bị bốc hơi nhanh chóng. Các bạn cần phải học cách kiềm chế bản thân trước những cái nhu cầu ngắn hạn và gì chỉ nên mua sắm những cái đồ vật thực sự là cần thiết. Bên cạnh đó thì trong ngày hôm nay được cục diện là thổ kim tương sinh, đã sửu thổ sinh cho thân kim. Vậy nên những người tuổi này hãy tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có, trân trọng cái người đang ở bên cạnh và sống hết mình để cuộc sống hiện tại này được tốt hơn. Các bạn đang có những cái điều mà khiến cho nhiều người khác phải ao ước và ngưỡng mộ. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 22 tháng 1 ngày Ất Sửu năm 2024, năm Giáp Thìn. Trong ngày 22 tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi thân. Đó là 6 con giáp được lộc bề trên, được trời thương Phật độ ban cho những cái may mắn bất ngờ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.